mình cảm giác. Chín, năm, hai, sáu, tám. Con này thả ra là cắn dép à? Thả cắn gì? Con lôn này nó không cắn dép mà nó cắn đầu guốc của tôi rồi. Để đầu guốc tôi để đâu không cắn. Thôi lô coi đó, lô giữ của kìa, sao ta lấy dừa của lô nên giờ phải có người giữ lại cái lô.